Cuối cùng thì những hình ảnh đầu tiên của iPhone SE2 đã xuất hiện cùng với thông tin chiếc iPhone này cũng là mẫu iPhone 9 sắp được ra mắt trong năm 2020. Và nếu như thông tin về iPhone SE2 vẫn còn chưa đủ hấp dẫn thì bạn thấy sao về tin đồn các iPhone 2020 sẽ ứng dụng công nghệ ẩn giấu camera phía dưới màn hình khiến tay thỏ trên iPhone sẽ biến mất, cùng với đó là sự trở lại của cảm biến vân tay Touch ID. Wow, tất cả những thông tin thú vị đó sẽ có trong video clip Apple Hot Hot ngày hôm nay trên kênh YouTube của Minh Tuấn Mobile, nơi tình yêu với Apple bắt đầu và các tin đồn thì không bao giờ kết thúc. Ok, chúng ta hãy bắt đầu ngày hôm nay với một thông tin có độ chính xác tương đối cao. Đó là những hình ảnh của iPhone 9 hay còn được biết đến là iPhone SE2. Mà chắc lúc ra mắt thì em nó sẽ được Apple đặt cho một cái tên nào đó khác, chứ gọi SE2 nghe nó phức tạp quá đi. Hình ảnh này được đăng tải bởi anh chàng đã tiết lộ chính xác iPhone 11 Pro cách đây một năm đó các bạn. Qua đó thì thiết kế mới của iPhone 9 sẽ y hệt như iPhone 8. Có thể là sẽ có vài thay đổi nhỏ, nhưng mà nhìn chung thì thiết kế sẽ là của iPhone 8. Điều khác biệt duy nhất được xác định là nó sẽ dày hơn 0.5mm, tức là 7.8mm so với 7.3mm của iPhone 8. Một nâng cấp vĩ đại khác có thể xảy ra là mặt kính phía sau sẽ bao gồm luôn phần kính bảo vệ của camera nha. Thay vì khoét cái lỗ rồi cho cái camera lòi ra như cũ. Nhiều người nói nâng cấp kiểu này thôi anh Apple, anh để dài luôn đi, ai thèm. Ê, nhưng mà các bạn à, thật ra đó là thiết kế đồng bộ như vậy sẽ tạo ra cảm giác sử dụng liền mạch khá tốt đó. Mặt trước của máy vẫn sẽ là màn hình 4.7 inch, khung máy chắc vẫn được làm bằng nhôm thôi hen, vì mẫu máy này được bán ra ở mức giá khoảng $400 ở Mỹ, tức là mẫu iPhone giá rẻ. Phần cứng bên trong sẽ được nâng cấp lên thành chip A13 với 3GB RAM và bộ nhớ có thể có hai lựa chọn là 64 hoặc là 128GB. Các tin đồn cho thấy máy sẽ có camera và pin tốt hơn. Chuyện camera thì không dám nói gì, nhưng mà pin thì phải tốt hơn chứ, đúng không nè? Không thì khó mà ăn nói với cái độ dày tăng lên lắm á. Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng iPhone 9 hoặc iPhone SE2 sẽ ra mắt thị trường vào tháng 3 tới trong sự kiện mùa xuân của Apple. Các bạn trẻ ơi, tiền lì xì nhớ để dành đựng xài nha. Tới đó, Minh Tuấn Mobile sẽ lại có những chiếc iPhone mới sớm nhất cái đồng bằng sông Cửu Long này chờ đón các bạn rước về đó. Một điều thú vị khác xoay quanh iPhone 9 là thông tin từ DigiTime cho rằng chúng ta sẽ có thêm một phiên bản màn hình lớn của chiếc iPhone này ngay trong năm 2020 với kích thước hiển thị 5.5 inch hoặc là 6.1 inch. Đây cũng là dự đoán của Minh Chico, một nhà phân tích khá nổi tiếng khác, trừ việc ông ấy cho rằng thời điểm sẽ nằm ở năm 2021 cơ. Một báo cáo của Hyundai Group HMSEC cho thấy nó sẽ ra mắt vào quý 1 năm 2021 với màn hình 6.1 inch và kết nối 5G. Dù thông tin nào mới đúng đi nữa, thì khi ra mắt, thiết bị này sẽ giống như một phiên bản tương tự của iPhone 8 và nó sẽ là lựa chọn giá rẻ cho các dòng máy sử dụng kết nối 5G của Apple ra mắt vào cuối 2020 hoặc đầu 2021. Như vậy, tổng hợp các nguồn tin cho thấy 2020 sẽ là năm Apple ra mắt nhiều iPhone khác nhau nhất. Tin tức thì rất đa dạng, nhưng tựu chung thì ít nhất Apple sẽ giới thiệu 5 dòng iPhone khác nhau. Đã vậy còn có lựa chọn kết nối 5G hoặc là 4G nữa, làm cho mọi chuyện càng thêm phức tạp. Đã đẻ nhiều rồi còn phân biệt giới tính nữa, đại gia đình iPhone sắp khiến nhiều người phát điên rồi đó. Dành cho những bạn đam mê kỹ thuật thì cụ thể hơn, Apple sẽ ra mắt loạt iPhone có kết nối 5G vào tháng 9 như thường lệ hàng năm, với chuẩn kết nối là sub 6GHz. Nhưng sau đó vào đầu năm 2021, họ sẽ giới thiệu dòng iPhone có kết nối 5G Millimeter Wave có tốc độ cao hơn. Tuy cùng là 5G nhưng khác nhau rất rất nhiều nha các bạn. Bên cạnh đó thì các điện thoại 5G thường cần nhiều các tụ điện hơn 30%, nên không lạ gì khi Apple tìm cách nâng cấp nội thất bằng bản mạch 3 tầng và sử dụng các tụ điện nhỏ hơn. Thôi, tạm thời rời xa những thông tin kỹ thuật có phần rắc rối với hầu hết người sử dụng iPhone. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin đồn về những tính năng tuyệt vời nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra trên những chiếc iPhone xịn nhất năm 2020. Thông tin từ China Times đưa ra một dự đoán rằng dòng iPhone cao cấp nhất năm nay với màn hình 6.7 inch sẽ có No Notch Display, tức là cảm biến của camera trước sẽ được đặt dưới màn hình. Từ đó chúng ta sẽ không có Face ID và Touch ID dấu vân tay tích hợp vào màn hình luôn. Trời ơi, mới tưởng tượng là thấy nó nổi da gà hết luôn, quá đã, quá xa đã. Tóm lại là mọi tính năng công nghệ mà bạn mơ ước sẽ tập trung vào một sản phẩm đó. Tuy nhiên, tính khả thi của thông tin này khá thấp vì chưa có nhà phân tích nào đưa ra nhận định tương tự. Bao gồm cả Minchiko cũng có nói sớm nhất là 2021 chúng ta mới được thấy những công nghệ ấy. Những dự đoán trên được tác giả bài báo chứng minh bằng những bản phát minh mà Apple nộp lên các cơ quan pháp lý của Mỹ cho thấy họ đang nghiên cứu và phát triển các tính năng này khoảng một thời gian rồi đó.
trong phần đơn mới nhất thì chúng ta thấy Apple nộp lên một bản mẫu iPhone không có lỗ camera. Tuy nhiên, việc nộp bản mẫu không hề liên quan đến thời gian ra mắt sản phẩm chính và bản mẫu có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào, nên điều này không quá đáng tin vào khả năng ra mắt trong năm 2020 đâu. Cũng trong một báo cáo tương tự thì Let's Go Digital đã cho rằng tất cả các iPhone 2020 đều có Touch ID tích hợp trong màn hình, và đối với dòng máy cao cấp nhất chúng ta sẽ có camera dưới màn hình luôn. Nói vậy thì có lẽ các dòng máy khác vẫn có Face ID nhờ. Nói chung là hơi rối xíu rồi nè, thông tin gì mà từ lưa hết. Họ không có bằng chứng cụ thể nào cho các nhận định của mình. Nhưng dù sao, biết thêm tin đồn thì cũng thú vị mà, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là Apple đang cố gắng mang Touch ID trở lại. Nhưng tiến độ ra sao và bao lâu mới xong thì chúng ta chưa biết được. Có điều này đáng tin hơn, đó là cả hai nguồn tin nổi tiếng là Michiko và Bloomberg đều có chung suy nghĩ là khi Touch ID trở lại iPhone, nó sẽ không thay thế hoàn toàn Face ID mà được sử dụng kết hợp chung. Tưởng tượng coi, để mở cái iPhone ra mà phải xài kết hợp cả hai công nghệ đó, vừa Touch ID vừa Face ID thì độ bảo mật ta nói cao ngất ngưỡng luôn ha. Còn vấn đề camera dưới màn hình thì công nghệ hiện nay vẫn còn cách vài năm phát triển, cho nên chúng ta tốt nhất đừng mong đợi sớm mà làm gì. Tặng thêm cho các bạn một vài thông tin bên lề nữa, đó là theo thông tin từ Mac Rumors thì LG sẽ cùng Samsung cung cấp tấm nền cảm ứng phía trên màn hình hiển thị dành cho Apple năm nay, khiến cho các iPhone 2020 sử dụng màn hình mỏng hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Lưu ý là màn hình mỏng hơn không có nghĩa là iPhone sẽ mỏng hơn đâu nha, mà có nghĩa là có nhiều không gian hơn cho các linh kiện khác, ví dụ như tăng dung lượng pin. Bên cạnh LG thì lần đầu tiên chúng ta sẽ có nhà cung cấp màn hình OLED đến từ Trung Quốc. Lần đầu tiên chúng ta có màn hình Trung Quốc sử dụng cho iPhone. Ngoài ra thì phiên bản tiếp theo của iPhone 11, khả năng được gọi là iPhone 12, sẽ không dùng màn hình có cùng công nghệ mà vẫn dùng màn hình LED. Và có thể là lần đầu tiên luôn, Apple sẽ khiến các iPhone được sản xuất từ cuối năm nay có số series ngẫu nhiên. Vậy thì từ số series này chúng ta sẽ không thể đoán được chiếc iPhone này được sản xuất từ đâu và xuất xưởng lúc nào. Điều này giúp tránh tình trạng lừa bán iPhone. Wow wow wow, không hổ là anh lớn ngành công nghệ nha. Chỉ cần Apple rụt rịch chút thôi á là biết bao nhiêu thông tin sẵn sàng rò rỉ khắp nơi rồi. Và các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh Minh Tuấn Mobile để được cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất về tất cả các sản phẩm của Apple. Dù là tin đồn hay hình ảnh rò rỉ cũng không thể thoát được chúng tôi đâu. Hẹn gặp lại các bạn ngay video clip sau nhé.